Bác sĩ thông tin về sức khỏe của Phi Nhung sau 6 ngày chuyển viện vì COVID-19 trở nặng. Lãnh đạo bệnh viện Chợ Giấy cho biết, Phi Nhung được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nặng. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ nỗ lực điều trị, tích cực hồi sức với lọc máu và thở máy. Chấm, trao đổi với PV Tiền Phong chiều 1 tháng 9, TSBSCKII Nguyễn Tri Thức Gider Bệnh viện Chợ Giấy cho biết, sức khỏe của Phi Nhung đã tiến triển tốt hơn, tín hiệu khả quan hơn. Trước đó, Phi Nhung được chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng nặng. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ nỗ lực điều trị, tích cực hồi sức với lọc máu và thở máy. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị COVID-19 từ ngày 19 tháng 8 nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Giấy vào tối 26 tháng 8. Sau khi Phi Nhung chuyển sang Bệnh viện Chợ Giấy, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Một số kẻ ác ý tung tin Phi Nhung chuyển biến nặng và không thể qua khỏi. Thậm chí, một số người nổi tiếng còn đăng tải lời chia buồn trên trang cá nhân. Sau đó, phía Phi Nhung và những nghệ sĩ thân thiết với giọng ca, Bông Điên Điển phải lên tiếng đính chính. Danh hài Việt Hương bức xúc khi một số kẻ cố tình dựng chuyện để câu like, câu view. Họ nói Phi Nhung như vậy là cố tình câu người khác vào để mình có nhiều view. Phi Nhung đang điều trị tích cực lắm nha mọi người, Việt Hương nói. Trưa 1 tháng 9, danh hài Việt Hương cho biết thêm, tình hình sức khỏe của Phi Nhung có nhiều tiến triển tốt. Cụ thể, nữ danh hài nói Phi Nhung đã khỏe hơn và có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Việt Hương cho rằng, đó là tin vui nhất trong ngày. Phi Nhung chưa hồi tỉnh nhưng biết phản ứng lời nói của bác sĩ. 1 tháng 9 năm 2021, 22 giờ 9. Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Giấy cho biết Phi Nhung vẫn đang hôn mê nhưng sức khỏe đã có tiến triển tốt hơn. Sức khỏe của Phi Nhung có chuyển biến. Phi Nhung mắc COVID-19, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Giấy. Phi Nhung phải thở máy và lọc máu khi điều trị COVID-19. Ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19, hiện được điều trị tích cực tại khu 500 Bệnh viện Chợ Giấy, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ với Vietnamnet, hiện Phi Nhung vẫn hôn mê, đã ngừng lọc máu để đánh giá. Phổi đã khá hơn nhưng cô vẫn phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu từ khi nhập viện nhưng chưa cần phải can thiệp ECMO, máy tim phổi nhân tạo. Tối 1 tháng 9, trao đổi với báo Vietnamnet, nghệ sĩ Việt Hương cho biết, tình hình sức khỏe của Phi Nhung có nhiều tiến triển. Cô đã khỏe hơn và có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Ca sĩ Phi Nhung, trước 3 ngày trở về Mỹ, Phi Nhung đi kiểm tra và xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Ban đầu, cô chỉ cảm nhẹ rồi dần trở nặng và phải nhập viện. Nữ ca sĩ không muốn mọi người biết vì sợ lo lắng nhưng không ngờ bệnh tình lại diễn tiến nặng. Thời gian qua, Phi Nhung tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Nữ ca sĩ kêu gọi cùng với tiền tự đóng góp mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị. Ngoài ra, Phi Nhung tích cực nấu cơm, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo ở nhiều nơi. Những hoạt động xã hội được cô thường xuyên chia sẻ và cập nhật trên trang fanpage. Quản lý cập nhật tình hình điều trị của Phi Nhung, phủ nhận bức ảnh chụp nữ ca sĩ đang nằm trên giường bệnh. Đông đảo người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho tình trạng điều trị COVID-19 của Phi Nhung tại Bệnh viện Chợ Giấy. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, thông tin Phi Nhung xác nhận nhiễm COVID-19 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Giấy khiến công chúng vô cùng hoang mang, lo lắng. Cho đến hiện tại, mỗi ngày trôi qua, quản lý của nữ ca sĩ đều cập nhật tình hình điều trị của cô đến người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên vẫn xuất hiện rất nhiều tin đồn sai sự thật xoay quanh tình hình điều trị bệnh của Phi Nhung khiến anh phải nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cụ thể, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là chụp Phi Nhung đang nằm trên giường bệnh với dòng tin sức khỏe đang tiến triển tốt, qua cơn nguy kịch. Ngay khi thông tin bị bóp méo, quản lý của giọng ca 7X đã ngay lập tức phủ nhận hình ảnh fake cũng như tiết lộ tình trạng thực sự của nữ ca sĩ trong bệnh viện, hình fake nhé cả nhà ơi. Hiện tại sức khỏe của chị Phi Nhung vẫn còn rất nặng. Đang thở máy, lọc máu và thuốc nâng ha. Đã cải thiện hơn so với lúc chuyển viện thôi, SP02 đang là 94 bộ. Quản lý Phi Nhung phủ nhận tin tức fake,
Cũng trong sáng hôm nay 29 tháng 8, trong lần trao đổi với báo giới, người thân của giọng ca Bông Điên Điền cũng cho biết, chị Phi Nhung được điều trị tại phòng ICU, hỗ trợ thở máy và lọc máu. Chị vẫn còn nguy hiểm nhưng bác sĩ báo tình hình tốt hơn khi mới nhập viện. Mong mọi người cầu nguyện thêm cho chị. Cách xa nửa vòng trái đất, Wendy Phạm con gái ruột của Phi Nhung vẫn đang từng ngày cập nhật bệnh tình của mẹ ở Việt Nam. Cô nàng cảm thấy bất lực, tuyệt vọng khi không thể ở bên cạnh người mẹ kính yêu trong thời khắc khó khăn này. Được biết, Wendy không ngại cùng người thân chạy xe hơn 6 tiếng đồng hồ đến nước mẹ Maria ở San Jose, bang California cầu nguyện sức khỏe cho Phi Nhung. Những người con nuôi của giọng ca 7X cũng đang vô cùng lo lắng, liên tục cầu nguyện mong sao nữ ca sĩ nhanh chóng khỏi bệnh. Một trong số đó có lời nhắn nhủ xúc động dành cho mẹ nuôi, mẹ nhớ lời hứa của con lúc trước không? Con bảo con sẽ mua xe để chờ mẹ đi chơi à, mẹ nhớ không? Nên mẹ phải mau khỏe lại để con chờ mẹ đi chơi. Khoảng thời gian dịch bệnh đang hoành hành tại thành phố Hồ Chí Minh, Phi Nhung cùng nhiều đồng nghiệp là người tiên phong vào khu phong tỏa, thậm chí là bệnh viện để giúp đỡ nhân dân. Trước đó, theo chia sẻ thì mọi người đã nhiều lần khuyên nhủ Phi Nhung nên tạm dừng việc từ thiện, vì cô vẫn chưa tiêm vaccine phòng ngừa nên có nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Thế nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1972 vẫn quyết tâm giúp đỡ những người gặp khó khăn mùa dịch bệnh, Phi Nhung còn nói chị đừng lo, em cẩn thận lắm. Hai chị em đã bàn chuyện khi Phi Nhung về Mỹ sẽ làm show gây quỹ để lấy tiền mua máy thở ủng hộ bệnh viện nhiệt đới. Cách đây 2 tuần, sau khi trở về từ chuyến thiện nguyện và đột ngột bị cảm, Phi Nhung đã ngay lập tức vào bệnh viện để kiểm tra, xét nghiệm PCR và cho kết quả dương tính với COVID-19. Xuất hiện ảnh Phi Nhung trên giường bệnh, quản lý lập tức lên tiếng và cập nhật luôn tình hình đáng lo hiện tại. Mia theo doanh nghiệp và tiếp thị 12 giờ trước. Netizen đang rất lo lắng cho sức khỏe của Phi Nhung sau nhiều ngày điều trị COVID-19, phía quản lý cũng liên tục cập nhật tình hình của nữ ca sĩ. Em ruột Phi Nhung nguyện giảm tuổi thọ để cầu xin cho chị tai qua nạn khỏi sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy. Tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung hiện ra sao? Lộ tin nhắn Phi Nhung động viên con gái cô NS Bạch Mai dù bản thân đang chữa trị COVID-19, có một câu nói nghe xót xa. Hơn 3 ngày trôi qua kể từ khi Phi Nhung nhập viện Chợ Giấy để điều trị COVID-19. Trên mạng xã hội còn xuất hiện một số tin đồn tiêu cực về bệnh tình của nữ ca sĩ. Trước những lời bàn tán từ dư luận, quản lý đã lên tiếng cho biết Phi Nhung vẫn đang cố gắng điều trị, mong mọi người cầu nguyện để nữ ca sĩ vượt qua được khó khăn lần này. Con trai nuôi viết tâm thư động viên ca sĩ Phi Nhung, tình hình nữ ca sĩ thế nào sau 3 ngày chuyển viện điều trị COVID-19. Đến hiện tại, ngày 29 tháng 8, quản lý tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của Phi Nhung lên Facebook cá nhân. Anh cho biết hiện nay mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều tin giả nói rằng Phi Nhung đã ổn, có tiến triển tốt. Thực tế, nữ ca sĩ vẫn phải thở máy, lọc máu và uống thuốc để điều trị. Trên trang cá nhân anh viết, hình phích nhé cả nhà ơi. Hiện tại sức khỏe của chị Phi Nhung vẫn còn rất nặng, đang thở máy, lọc máu và thuốc nâng ha. Đã cải thiện hơn so với lúc chuyển viện thôi, SP02 đang là 94 inch. Quản lý tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của Phi Nhung khi đang điều trị COVID-19. Hiện tại nữ ca sĩ vẫn phải thở máy và lọc máu. Anh cho biết trên mạng xã hội đang xuất hiện một số tin giả, nói Phi Nhung đã khỏe. Dù bệnh tình vẫn còn rất nặng nhưng việc sức khỏe nữ ca sĩ đã có tiến triển tốt hơn lúc vừa mới nhập viện Chợ Giấy đã khiến nhiều người vui mừng. Tất cả đều đang gửi lời động viên và hy vọng Phi Nhung sớm khỏe mạnh trở lại. Chuyển biến sức khỏe của Phi Nhung sau 6 ngày chuyển viện điều trị COVID-19 đã dừng lọc máu và một tín hiệu đáng mừng. Dù đang tất bật lo phát quà cứu trợ nhưng NS Việt Hương vẫn rất